Vâng, xin chào tất cả anh chị đã tới buổi hội thảo ngày hôm nay của Đức Anh. Thì bây giờ cũng là 7 giờ thì theo đúng như kế hoạch thì chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì cũng nhận được rất là nhiều yêu cầu từ các anh chị nhà đầu tư ở trong đội nhóm cũng như là anh chị mà Đức Anh đang hỗ trợ ở trên thị trường khi mà tham gia đầu tư vào chứng khoán nói chung hay là cổ phiếu nói riêng. Đó, thì hôm nay thì Đức Anh có lên một cái buổi hội thảo với cái chủ đề đó là cách quản lý rủi ro trong giao dịch đầu tư cổ phiếu. Vâng, thì bây giờ cũng là bắt đầu vào lớp cho nên là nếu mà anh chị nào mà có nghe được Đức Anh đang nói thì có thể là lên phía một giúp Đức Anh được không ạ? À vâng, đấy Đức Anh cũng thấy những cái phản hồi các anh chị rồi. Vâng, thì bây giờ thì Đức Anh cũng sẽ đi luôn vào cái nội dung chính của cái lớp học ngày hôm nay. Thì vâng, lớp học hôm nay của chúng ta sẽ có những cái nội dung chính sau đây, sẽ chia ra thành 4 phần. Đầu tiên thì sẽ là giới thiệu về kênh đầu tư, đúng không ạ? Đó, và thứ hai sẽ là quản lý rủi ro. Và thứ ba đó là thương vụ tiềm năng và thứ tư nó sẽ là về chương trình hỏi và đáp. Đó. Và để đi sâu vào cái nội dung chính đầu tiên sẽ là giới thiệu về kênh đầu tư. Và cái kênh đầu tư mà Đức Anh cũng như là sàn mà Đức Anh đang hỗ trợ cũng như là đang liên kết đó là sàn chất market. Thì cái sàn market sàn chất market này thì nó có châm ngôn đó là cái thứ bạn thấy là cái thứ bạn nhận được, đúng không ạ? Đó, và cái thứ khách hàng của chúng tôi thấy là cái thứ họ nhận được, thứ chúng tôi quảng cáo là cái thứ mà khách hàng của chúng tôi nhận được. Chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm tốt nhất và thành công của chúng tôi tập trung quanh một số cái giá trị cốt lõi ngay từ khi thành lập. Và chúng tôi tự hào khi mà xây dựng được một công ty môi giới độc đáo dựa trên niềm tin, sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng và các điều kiện giao dịch được bảo đảm và được tối ưu ở mức cao nhất và quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch tiên tiến với nhiều sản phẩm đa dạng và hoạt động chăm sóc khách hàng toàn diện. Đó. Thì nếu như nhiều các anh chị mà đã giao dịch đối với cả sàn Chất Market thì cũng thấy là ở trong sàn Chất Market này nó cũng có rất là nhiều cái ưu đãi, đúng không ạ? Đó, và để hỗ trợ cho các anh chị nhà đầu tư giao dịch ở trên thị trường. Đấy, về những cái chính sách ưu đãi thì Đức Anh sẽ là chia sẻ ở cái phần cuối cùng. Đó. Và những cái nền tảng để mà chúng ta có thể là giao dịch qua sàn chất market thì đó sẽ là cái nền tảng chung đó là MetaTrader 5, đúng không ạ, hay có viết tắt đấy là MT5. Thì cái ứng dụng này thì các anh chị có thể là hoàn toàn tìm ở trên hệ điều hành Android hay là cả trên hệ điều hành iOS nữa. Đó, ở trên Android thì các anh chị có thể là lên CH Play, đúng không ạ? Đó, còn ở trên iOS thì các anh chị có thể là lên App Store để chúng ta có thể tìm kiếm về cái ứng dụng này. Đó, để các anh chị có thể là giao dịch. Ngoài cái ứng dụng MT5 này ra thì chúng ta có rất là nhiều các anh chị cũng có giao dịch về cả MT4, đúng không ạ? Đó, nhưng mà MT4 thì nó chỉ là cái ứng dụng cũ thôi. Đó, MT4 và MT5. MT5 thì nó là cái bản nâng cấp hơn. Và đi sâu và để giới thiệu cho các anh chị qua về một số những cái thông tin cơ bản về thị trường. Thì thị trường mà anh chị hiện tại đang có nhu cầu tìm hiểu như là sắp tới có thể là đầu tư thì nó là về thị trường CFD hay còn là về thị trường chứng khoán quốc tế, đúng không ạ? Thì thị trường CFD là cái hợp đồng chênh lệch. Đó, và trên thị trường này thì nhà đầu tư sẽ thu được cái lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của các sản phẩm thông qua hai hoạt động giao dịch chính đó là mua và bán, đúng không ạ? Đó. Và để đi sâu hơn về cái hai cái lệnh đấy là mua và bán này thì Đức Anh sẽ giải thích cho các anh chị nó được rõ ràng hơn, bởi vì thị trường chúng ta là thị trường phái sinh, đúng không ạ? Thị trường phái sinh đương nhiên là thị trường hai chiều rồi. Thì hai chiều đây thì nó sẽ là chiều buy và chiều sell. Đó, chiều buy ở đây là gì? Chiều buy ở đây thì nó giống như là các kênh đầu tư khác, đúng không ạ? Những cái kênh đầu tư truyền thống khác thì chúng ta cũng là kỳ vọng cái giá sản phẩm mà chúng ta đầu tư nó sẽ tăng ở trong tương lai. Đấy, ví dụ như là các anh chị mua cổ phiếu, đúng không? Đó, cổ phiếu luôn luôn chúng ta sẽ là nghĩ tới là cái giá cổ phiếu của mình tăng, đúng không ạ? Đó, và khi mà chúng ta kỳ vọng được cái giá sản phẩm hay là cái giá cổ phiếu mà tăng lên ở trong tương lai, chúng ta sẽ đặt với cả những cái nút lệnh như là lệnh sell ở đây.
Đó, còn đối với nút lệnh buy, còn đối với cả nút lệnh sell là sao? Nút lệnh sell là chúng ta sẽ ngược lại đối với cả lệnh buy, nghĩa là chúng ta sẽ kỳ vọng vào những cái sản phẩm mà chúng ta đầu tư ở trong tương lai nó sẽ giảm giá. Đó, nó sẽ giảm giá. Thì chúng ta sẽ đặt lệnh sell. Ở đây cái lệnh sell ấy thì chúng ta có thể hiểu được nó như là một cái lệnh bán khống. Đó, bán khống tức là sao? Bán khống là bán những gì mà chúng ta không có. Đấy, ví dụ như các anh chị mà có giao dịch về những cái sản phẩm mà như là cổ phiếu đi chẳng hạn, đúng không? Đó, làm sao mà các anh chị có cổ phiếu để mà chúng ta bán ra được? Đó, đương nhiên ở đây chúng ta sẽ phải mượn bởi thị trường rồi. Đó, mượn bởi thị trường và chúng ta bán ra cho người người ta muốn mua. Đó, và chúng ta sẽ càng kỳ vọng cái giá của cổ phiếu mà các anh chị bán ra là nó có lời nó giảm được bao nhiêu thì các anh chị sẽ có lời tương ứng là bấy nhiêu. Đấy, đấy là đối với cả nút lệnh sell. Và ở đây thì chúng ta thì ở trên thị trường sẽ có những cái sản phẩm và sẽ được chia ra thành 5 cái nhóm chính ở đây, đúng không ạ? Đầu tiên, cái nhóm đầu tiên mà Đức Anh muốn giới thiệu cho các anh chị đấy là về cổ phiếu. Đó, cổ phiếu ở đây thì chúng ta có thể là giao dịch về những cái mã cổ phiếu của châu Âu cũng như là của Mỹ. Đó, của châu Âu thì sẽ có những cái giờ giao dịch nó khác nhau. Ví dụ như là vào mùa đông thì sẽ bắt đầu từ là 3 giờ 30 phút buổi chiều và sẽ kết thúc vào lúc là 10 giờ 30 phút buổi tối. Thì đối với cả cổ phiếu của châu Âu thì có thể các anh chị có thể biết là những cái mã cổ phiếu về những tập đoàn của hãng xe, đúng không ạ? Như là hãng xe của BMW này, hay là của Volkswagen, hay là của Mercedes nữa. Đó là những cái mã cổ phiếu mà rất là tiềm năng ở trên thị trường chứng khoán châu Âu. Đó. Còn đối với cả thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ thì các anh chị cũng có thể biết được là những cái mã rất là nổi tiếng như là của Apple này, Facebook hay là cả Google, Amazon. Đó, đây là những cái mã cổ phiếu về công nghệ cũng rất là tiềm năng. Đấy, và cái phiên giao dịch của cổ phiếu của châu Mỹ thì nó sẽ bắt đầu vào lúc là 8 giờ 30 phút buổi tối và sẽ kết thúc vào lúc là 4 giờ 30 phút buổi sáng hôm sau. Đó, đấy là những cái khung giờ để chúng ta có thể là mua hoặc là bán đối với cả cổ phiếu ở trên thị trường. Đó. Và cái nhóm sản phẩm thứ hai đấy là về forex hay là còn là về ngoại hối. Đó. Về cái forex này thì là mình sẽ đầu tư vào cái tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ. Đó. Tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ, ví dụ như là những cái cặp tiền hay là những cái đồng tiền phổ biến ở trên thị trường, nó như là cổ phiếu những cái cặp tiền như là của đô la, bảng Anh, euro hay là cái yên Nhật nữa, đúng không ạ? Đó. Còn về nhóm thứ ba đấy là về hàng hóa. Hàng hóa thì chúng ta có thể là giao dịch với những cái sản phẩm như là vàng, bạc, xăng dầu hay là cacao vải vóc. Đó, ở trong cái nhóm sản phẩm đấy là hàng hóa thì nó cũng có rất là nó cũng được chia ra thành khá là nhiều loại, ví dụ như là hàng hóa về năng lượng hay là hàng hóa về xuất nhập khẩu, đúng không ạ? Đó. Hàng hóa năng lượng thì các anh chị có thể biết đấy là về của xăng với dầu rồi, là hàng hóa xuất nhập khẩu thì có gạo, cacao, vân vân, hay là cả về những cái kim loại hiếm như ví dụ như là vàng, vàng hay là bạc nữa. Đúng không ạ? Đó. Và còn nhóm thứ tư đấy là về chỉ số. Chỉ số thì các anh chị cũng có thể biết được là về những cái chỉ số trên thị trường chứng khoán như là về chỉ số của S&P 500 hay là NASDAQ 100, NASDAQ 30. Đó. Còn nhóm thứ năm đấy là về nhóm của tiền điện tử hay là về crypto thì ở trên thị trường hay là ở trên sàn Coinbase thì đang hỗ trợ các anh chị giao dịch về những cái đồng coin phổ biến như là của Bitcoin hay là của Ethereum. Đó, đây là về những cái mặt hàng ở trên thị trường mà các anh chị có thể là đa dạng hóa về cái danh mục đầu tư của mình. Và đi tiếp theo về một cái phần nữa đó là về đòn bẩy tài chính. Cái đòn bẩy tài chính này thì nó là cái công cụ để hỗ trợ cho các nhà đầu tư là tăng sức mua đó và sẽ là tăng lợi nhuận, đúng không ạ? Và ở đây thì nó sẽ chia ra thành cổ phiếu là sẽ hỗ trợ cho các anh chị đòn bẩy đấy là 1/20. Đó, và hàng hóa sẽ là 1/100 và ngoại hối sẽ là 1/500. Đó, ví dụ như là đối với cả cổ phiếu nhưng mà cổ phiếu của tập đoàn Apple đi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì giá hiện tại nó đang là tầm khoảng 150 đô thì các anh chị chỉ cần phải bỏ ra đấy là 7,5 đô để mua một cổ phiếu thôi. Đó, và đương nhiên là khi mà chúng ta mua với cả cái khối mua cổ phiếu với cả cái giá nó thấp hơn thì đương nhiên lợi nhuận của anh chị nó sẽ cao hơn khi mà mình mua với cả khối lượng cổ phiếu nó nhiều hơn rồi, đúng không ạ? Đó. Thì đây là cái đòn bẩy tài chính này nó sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư ở trên thị trường có thể là giao dịch với cả cái lợi nhuận nó cao nhất. Đó, và cái tính năng khá là nổi bật ở trên thị trường chứng khoán quốc tế đó là về cái tính thanh khoản. Đó,
ở trên thị trường chứng khoán quốc tế thì cái tính thanh khoản của mình sẽ là tích cộng không đó, cao hơn cũng như là nhanh hơn rất là nhiều so với cả những cái thị trường khác, ví dụ như là về chứng khoán cơ sở đúng không ạ, chứng khoán cơ sở nó là T cộng 2, T cộng 3 đó. Thì cái tính thanh khoản T cộng 0 này nó là gì, là nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị nhà đầu tư có thể là khớp lệnh nhanh chóng nhất chỉ trong vòng tầm khoảng 10 không 0,15 giây cho tới là 1 giây thôi đó. Và cái tính năng T cộng 0 này nó sẽ đem lại cho nhà đầu tư cái lợi ích gì đấy, lợi ích đầu tiên sẽ là có thể là cho các anh chị khớp cái tín hiệu nó nhanh nhất đó và bảo toàn về cái nguồn lợi nhuận của các anh chị nó nhanh nhất đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn chốt với cả cái sản phẩm này ở cái lợi nhuận như thế này thôi thì đương nhiên là sẽ hỗ trợ cho các anh chị khớp nó chỉ trong vòng 0,15 giây cho tới là 1 giây đấy. Ví dụ như là các anh chị giao dịch ở bên chứng khoán cơ sở đúng không ạ, nếu mà các anh chị có đầu tư ở bên chứng khoán cơ sở thì cũng biết về cái tính thanh khoản của nó phải là từ T cộng 2 với T cộng 3 đó, muốn khớp lệnh nhanh ở trong cái lợi nhuận như thế nhưng mà các anh chị đang muốn ở cái thời gian này thì nó cũng phải đợi cho tới 2 đến 3 ngày đó, nó sẽ không sát được do với thị trường nữa đó. Và đi sang tới các phần tiếp theo thì đó là về thị trường minh bạch. Có rất là nhiều các anh chị nhà đầu tư ở trên thị trường Đức Anh đang hỗ trợ thì có nhiều cái băn khoăn, ví dụ như là về bên chứng khoán Việt các anh chị cũng còn đang không biết là đọc thông tin như thế nào và bây giờ lại bảo các anh chị là đi tìm hiểu về thị trường chứng khoán quốc tế đó, thì làm sao biết được những cái thông tin đúng không ạ? Đó, thực ra là ở trên thị trường chứng khoán quốc tế mình xem được về những cái thông tin nó rất là đơn giản đó, rất là nhiều các trang báo, những cái trang thông tin có được những cái thông tin mà để hỗ trợ cho anh chị tìm hiểu. Ví dụ như là trang báo mà được anh xem nhiều nhất đó là về trang của investing.com đó, nó được mệnh danh như là cái Google về tài chính rồi đấy. Tất cả những cái thông tin gì của thị trường chứng khoán, ví dụ như là về tiền tệ hay là về hàng hóa hay là về cả cổ phiếu đều có những cái thông tin rất là nhanh ở trên cái trang đấy là investing này đấy. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể là tham khảo qua về những cái trang báo khác, ví dụ như là của Vstock hay là MarketWatch, CNBC hay là CNN Money hay là cà phê Bít đúng không ạ? Đó, và mọi cái thông tin nó đều được niêm yết ở trên các trang thông tin tài chính lớn một cách đầy đủ và minh bạch đó. Thì ở đây thì các Đức Anh có thể là giới thiệu cho các anh chị về cái trang web của Investing đó, và Đức Anh hay tìm hiểu trên thị trường đây. Các anh chị có thể là tìm mã cổ phiếu như là cổ phiếu của Apple chẳng hạn ở cái thanh tìm kiếm ở đây. Đó, nó sẽ có thể là lên lên cho các anh chị rất là nhiều cái thông tin ở trên như thế này, mọi người có thể là tìm hiểu đó. Và đi vào cái nội dung chính của cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì nó là về phần 3, về cách quản lý rủi ro trong giao dịch đầu tư cổ phiếu đúng không ạ? Đó, thì ở trên thị trường chứng khoán này thì có rất là nhiều cái rủi ro đấy, rất rất là nhiều cái rủi ro nó mang lại cho nhà đầu tư đấy. Không có một cái thị trường đầu tư tài chính nào mà nó lại có thể là tự tin nói với cả các anh chị đấy là chỉ cần tham gia đầu tư là sẽ có mang lại lợi nhuận cho các anh chị 100% đúng không ạ? Không có một thị trường nào là nó như vậy. Khi mà mình đi tìm một cái kênh đầu tư nó có thể mang lại một cái nguồn thu nhập cũng như là một cái nguồn lợi nhuận cho các anh chị đó, thì đương nhiên nó sẽ phải chứa đựng ở trong đấy một vài những cái rủi ro mà nó hiện có đó. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái rủi ro khi mà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán này nó có những cái gì. Vâng, thì rủi ro ở trong đầu tư chứng khoán thì nó là cái hoạt động mà mang lại lợi nhuận cao đúng không ạ? À, đầu tư chứng khoán là cái hoạt động mang lại lợi nhuận cao, nhưng kèm theo đó thì là cái những cái rủi ro mà không may xảy ra đấy. Thì rủi ro ở trong đầu tư chứng khoán còn được hiểu là cái giá trị khoản đầu tư giảm khiến nhà đầu tư thua lỗ đó, và những cái rủi ro này cũng đến từ nhiều nguồn khác nhau và chủ yếu thì nó có hai cái loại chính, đấy là rủi ro về hệ thống và cái rủi ro về phi hệ thống đó. Rủi ro hệ thống là sao? Rủi ro hệ thống nghĩa là những cái rủi ro mà bên ngoài nó mang lại đối với cả những cái sản phẩm mà các anh chị đang đầu tư đó, hay là nói chung là về cổ phiếu đi đúng không ạ? Những cái thông tin ở ngoài nó tác động tới cả cái giá cổ phiếu đó, tác động tới cả cái tập đoàn, nó làm cho cái giá cổ phiếu mà của các anh chị đang đầu tư nó bị suy giảm đấy. Thì ở trong cái phần rủi ro hệ thống này thì nó sẽ chia ra thành bốn loại đó. Đầu tiên nó sẽ là về rủi ro lạm phát và lãi suất, và thứ hai đấy là về rủi ro về hàng hóa, thứ ba là rủi ro về thanh khoản,
thứ tư nó sẽ là về rủi ro mô hình, đúng không ạ? Đó, đầu tiên thì đi tới giải thích cho các anh chị về rủi ro lạm phát và lãi suất. Đấy, ngay ở trong cái thời điểm này thì các anh chị cũng biết là hiện tại lạm phát của Mỹ nó đang là đỉnh điểm. Đó, đúng không ạ? Đỉnh điểm trong vòng 40 năm trở lại đây, cao mức cao nhất hiện tại đang là 9.2, đúng không ạ? Đó, bình thường đối với cả một đất nước hay là một quốc gia thì luôn luôn muốn là cái mức lạm phát nó chỉ dao động từ khoảng 2% thôi. Nhưng mà hiện tại thì Mỹ nó đang có cái mức lạm phát lên tới là 9,2%. Đó, cao cao kỷ lục luôn đấy ạ. Đấy, thì những cái rủi ro về lạm phát hay là tăng lãi suất như thế này thì nó tác động như thế nào tới cả cái giá trị cổ phiếu? Đó, nếu mà các anh chị là có theo dõi về thị trường cổ phiếu hay là về thị trường chứng khoán được vài tháng trở lại đây thì cũng biết là cổ phiếu nó cũng có những cái thời gian nó bị suy giảm rất là nặng nề, đúng không ạ? Bởi do những cái thông tin như là lạm phát hay là tăng lãi suất. Đấy, lạm phát ở đây nghĩa là những cái giá sản phẩm mà các anh chị mua bán ở ngoài, đúng không ạ? Ở ngoài nó cao hơn so với cả cái giá trị đồng tiền mà các anh chị đang sở hữu. Đó, thì khi mà lạm phát nó tăng cao như vậy, bắt buộc nhà nước hay là những cái quốc gia hay là những cái tổ chức nó phải vào cuộc để mà tăng lãi suất để kiềm chế được cái lạm phát nó xuống. Đó. Thì ở đây khi mà lạm phát nó lại tác động như thế nào tới cả cái giá cổ phiếu? Đó, bởi vì là cổ phiếu thì hay là nó của tập đoàn, đúng không ạ? Và tập đoàn thường thường nó sẽ là về sản xuất, kinh doanh. Đấy, thì khi mà lạm phát nó gây ra thì đương nhiên là cái nhà người dân người ta sẽ hạn chế tiêu thụ hay là sử dụng đồng tiền đi, thì đương nhiên là những cái sản phẩm hàng hóa hay là các thứ của một cái tập đoàn nó phát ra hay nó buôn bán, nó kinh doanh thì đương nhiên là sẽ không được ủng hộ bởi người dân hay là người sử dụng rồi, đúng không ạ? Thì đương nhiên nó sẽ làm bị giảm một phần cái doanh thu đi. Đấy, và khi mà một cái tập đoàn nó không có một cái nguồn doanh thu, không có một cái nguồn lợi nhuận ổn định thì đương nhiên nó sẽ bắt buộc là cái giá trị của cái tập đoàn nó sẽ bị suy giảm, và nó dẫn đến đó là về giảm giá về cổ phiếu mà các anh chị đầu tư, đúng không ạ? Đấy, đấy là về lạm phát hay là về lãi suất. Thì còn rủi ro thứ hai, đấy là về rủi ro về hàng hóa. Đấy, rủi ro về hàng hóa thì ở đây thì Đức Anh có thể là nói luôn với các anh chị, đấy là về của dầu đi chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, dầu thì ở trong cái giai đoạn này thì nó có những cái thời điểm nó tăng lên rất là cao. Đấy, ngay cả giá xăng dầu ở Việt Nam các anh chị ôi, đấy, có thời điểm nó cao lên cái mức đấy là 33.000 đồng một lít, đúng không ạ? Đó, và khi đấy thì tại sao nó lại tác động tới cả những cái tập đoàn hay là những cái giá của cổ phiếu? Bởi vì khi mà cái sản phẩm về vàng, đúng không ạ? Sản phẩm mặt hàng hàng hóa về vàng, về dầu nó tăng cao đột biến như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả những cái tập đoàn khi mà nó phải dùng dầu để mà sản xuất hay là phát triển, đúng không ạ? Đặc biệt là sản xuất, nhưng mà gia tăng không khi mà phải sử dụng một cái nguồn nguồn tiền quá là nhiều để mà mình mua về về dầu đó, và để mà sản xuất thì đương nhiên là cái tính về năng suất của cái tập đoàn này nó cũng không được cao đó. Và giống như cái việc đấy là khi mà giá dầu nó tăng cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cả lạm phát đó. Ví dụ như là các anh chị có mua một hộp cơm đấy, đặt Grab tầm khoảng 35.000 thì khi mà giá giá xăng dầu nó tăng cao lên thì các anh chị cũng phải mất tới là 40.000 một hộp cơm, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái về cái dấu hiệu về lạm phát đó, và nó cũng ảnh hưởng tới khá là nhiều đối với cả một cái tập đoàn đó. Đó là về cái rủi ro về hàng hóa. Hay là cái rủi ro thứ ba đấy là rủi ro về thanh khoản. Đấy, cái thanh khoản như vừa nãy thì Đức Anh cũng có giới thiệu ở trên rồi, đúng không ạ? Đó, về cái vấn đề đấy là về thanh khoản. Thanh khoản thì ở đây thì nó sẽ giúp cho các anh chị có thể là bảo toàn với cái nguồn lợi nhuận nó được nhanh nhất đấy. Đó thì ở nó cũng có rất là nhiều về cái rủi ro về thanh khoản khi mà các anh chị mà tham gia vào một kênh đầu tư đó, mà nó lại có cái hỗ trợ cho các anh chị về cái thanh khoản thấp thì đương nhiên nó sẽ mang lại cho các anh chị cái rủi ro đó khi mà chúng ta không không thể khớp lệnh được nhanh chóng rồi, đúng không? Đó, cái thứ tư đấy là về rủi ro về mô hình. Rủi ro về mô hình thì ở đây các anh chị có thể là hiểu nó nôm na như là về cái kế hoạch đầu tư của các anh chị vậy. Đấy, khi mà đầu tư hay là làm bất kỳ một cái lĩnh vực kinh doanh gì thì các anh chị cũng phải có một cái kế hoạch cũng như là phải có một cái chiến lược nó rõ ràng, đúng không ạ? Đó, thì khi mà chúng ta có một cái chiến lược đầu tư nó hiệu quả rồi và chúng ta áp dụng nó trong vòng một cái khoảng thời gian nó dài thì đương nhiên nó sẽ đem lại cho các anh chị một cái an toàn nhất định đó, hơn là những cái người mà chỉ giao dịch theo kiểu cảm tính. Đó, cho nên là ở trong cái thị trường chứng khoán này thành công là những cái người mà có được những cái kế hoạch cũng như là có một cái chiến lược đầu tư cho nó ổn định
đó, hơn là những người mà đầu tư người ta cảm tính rồi đó. Và sang tới phần tiếp theo, đây là về rủi ro về phi hệ thống. Phi hệ thống thì sao? Nó sẽ ngược lại đối với cả rủi ro về hệ thống. Đó, đấy là những cái tác động ở bên ngoài đem lại, đúng không ạ? Thì ở đây đối với cả rủi ro về về phi hệ thống thì nó sẽ là những cái tác động ở trong cái tập đoàn đấy, nó tác động tới cả cái giá cổ phiếu. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là về cái rủi ro về kiểm toán, đúng không? Đấy. Thì thứ hai nó sẽ là về rủi ro về lỗi thời. Và thứ ba nó sẽ là về rủi ro về xếp hạng. Và thứ tư đó là rủi ro truyền thống. Đó, nó sẽ cũng có bốn cái phần như thế này. Đấy, đầu tiên thì đi tới cả về phần rủi ro về kiểm toán. Đấy thì Đức Anh cũng sẽ lấy luôn một cái ví dụ về một cái tập đoàn đi để cho các anh chị có thể là dễ hình dung. Thì có một cái tập đoàn như là của tập đoàn Apple đi chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, thì ví dụ như là về rủi ro kiểm toán thì khi mà một cái tập đoàn ví dụ như là của Apple nó ra mắt cái sản phẩm mới đó, và ở trong những tập đoàn nó sẽ có những cái ban ngành khác nhau. Đó, cũng như là có một cái, nó phải chia ban ngành ra và phải mỗi người mỗi ban ngành có một cái nhiệm vụ riêng, đúng không ạ? Thì kiểm toán này thì để là dò xét về những cái lợi nhuận đó, những cái lợi nhuận của hay là về những cái doanh thu của cái tập đoàn đấy đó, khi mà nó đem lại cho cái khi mà nó công bố ra đó, khi mà tập đoàn Apple này nó công bố ra về những cái doanh thu ở trong cái quý mà các anh chị đang đầu tư chẳng hạn đó, mà nó không được như kỳ vọng hay là nó thấp hơn so với cả những cái quý trước đó, thì đương nhiên nó sẽ làm cho nhà đầu tư biết được là ở trong cái thời gian hiện tại cái tập đoàn Apple này nó đang làm ăn nó không được ổn định cho lắm đó, và người ta cũng sẽ cân nhắc về cái việc đó là nên đầu tư vào cái tập đoàn này hay không. Đấy, thì chỉ cần những cái thông tin như vậy đó, những cái thông tin mà nó đem lại những cái trái chiều như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cả những cái giá cổ phiếu rồi đấy. Và cái rủi ro thứ hai đấy là về rủi ro lỗi thời. Đó, rủi ro lỗi thời này là sao? Thì đang nói về cái lĩnh vực về công nghệ cũng như là về điện thoại của Apple đi, đúng đúng không ạ? Đó, thì Đức Anh cũng có thể là chia sẻ luôn cho các anh chị là vừa nãy ở trong cái tháng này thì Apple nó cũng vừa ra mắt cái sản phẩm mới là iPhone 14, đúng không ạ? Và bây giờ thì cũng đang bán ra ngoài thị trường rồi. Đấy, ở Việt Nam thì bây giờ cũng rất là nhiều các anh chị đang sở hữu cũng như là đang sử dụng thử về cái điện thoại của iPhone 14 rồi, mà ngay cả Đức Anh bây giờ cũng đang đặt một cái từ Singapore về nhưng mà cũng chưa nhận được. Đấy, thì ở đây cái rủi ro lỗi thời này là sao? Đó, Apple thì mỗi năm nó đều ra mắt cái sản phẩm mới. Đó, luôn luôn là bắt kịp thị trường và luôn luôn cải tiến về những cái sản phẩm như là cải tiến về tính năng của nó, đúng không ạ? Đó, thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhìn vào những cái như vậy để đánh giá ra được là cái tập đoàn này nó luôn luôn là hướng tới tương lai và luôn luôn ra những cái sản phẩm mà nó tốt nhất dành cho người dùng. Đó, còn đối với cả như của Nokia thì chẳng hạn, đó, nó là một cái hãng điện thoại mà từ những năm 2000 cho đến năm 2010 nó chiếm tới 2/3 thị phần người sử dụng điện thoại. Đó, nhưng tại sao bây giờ chúng ta không còn là nghe tới những cái dòng điện thoại của Nokia nữa? Đó, bởi vì là nó không có những cái cải tiến ở trong tương lai. Đấy, không có những cái cải tiến và cứng đầu ở trong cái việc đó là sự luôn luôn sử dụng một cái hệ điều hành riêng, đúng không ạ? Đó, và không gọi là cập nhật thêm về những cái như là về hệ điều hành của Android. Đó, và sau càng ngày thì chúng ta không còn thấy Nokia ở trên thị trường nữa. Đó, thì đấy đấy là về cái rủi ro về lỗi thời khi mà không gọi là bắt kịp về những cái tiên tiến của con người càng ngày càng phát triển nữa. Đấy, thì nó sẽ là về rủi ro về lỗi thời. Đấy. Và cái rủi ro thứ ba đấy là về rủi ro về về xếp hạng. Đó, rủi ro về xếp hạng này thì chúng ta có thể là thấy được ví dụ như là Apple nó là một cái mã cổ phiếu có cái vốn hóa lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán rồi, đúng không ạ? Đó. Apple nó là một cái mã cổ phiếu lớn nhất về vốn hóa, và bây giờ hiện tại vốn hóa của Apple nó cũng dao động tầm khoảng 2,8 tỷ à 2.800 tỷ đô rồi. Đó. Đã có những cái thời điểm mà Apple nó đạt được cái mức đó là 3.000 tỷ đô. Đấy, nhưng mà do với cả thị trường hiện tại có những lúc lên cũng như phải có lúc xuống, đúng không ạ? Đó, nhưng mà đối với cả Apple nó luôn luôn là một cái mã đầu tư mọi thời điểm cũng như là được nhà đầu tư đánh giá rất là cao. Đó. Thì khi mà chúng ta giao dịch đối với cả một cái mã cổ phiếu mà nó có một cái thứ hạng cao như vậy thì chúng ta yên tâm được phần nào, đúng không ạ? Đó. Thì để mà hạn chế được cái rủi ro xếp hạng này thì các anh chị cứ giao dịch đối với cả những cái mã cổ phiếu mà được người dùng hay là được nhà đầu tư khuyến khích. Đó, giao dịch đối với cả những cái mã cổ phiếu mà có cái vốn hóa lớn thì nó sẽ hạn chế cho các anh chị cái rủi ro. Đó, còn về cái rủi ro về truyền thông, cái rủi ro truyền thông này thì nó cũng dễ hiểu.
Bởi vì là đối với cả như của Apple đi chẳng hạn, đấy, nếu mà nó đem lại cho các nhà đầu tư về cái rủi ro về truyền thông, như là khi mà ra mắt cái sản phẩm mới iPhone 14 đó, nó có những cái thông tin ví dụ như là iPhone 14 nó không có những cái tính năng nó nổi bật, hay là nó bị trục trặc về những cái phần mềm hay là những cái phần cứng gì đấy chẳng hạn đó, thì đương nhiên là nó là những cái truyền thông nó không tốt đó, và nó đem lại về những cái ảnh hưởng xấu đối với cả tập đoàn hay là về cả cổ phiếu của Apple nữa, thì đương nhiên cái giá cổ phiếu nó cũng giảm rồi. Vâng, chị Thành Hoa, à đây giải thích rõ ràng dễ hiểu ạ. Được, vâng, cảm ơn chị. Rủi ro này mình lường trước được không anh Hùng? À, cái rủi ro này thì hoàn toàn mình có thể lường trước được đó, khi mà mình, nhưng quan trọng là các anh chị nắm bắt những cái thông tin này nó như thế nào thôi. Đấy, khi mà chúng ta đã có được những cái thông tin thì chúng ta sẽ có những biện pháp gì khi mà chúng ta đã có được những cái danh mục đầu tư như thế này. Đấy, đấy là những cái thông tin hay là những cái về cái rủi ro phi hệ thống mà Đức Anh giới thiệu đến cho các anh chị đó. Thì khi mà biết được những cái rủi ro như thế rồi, thì những cái phương pháp để mà giảm thiểu về cái rủi ro và đầu tư nó hiệu quả thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào đó, và cái rủi ro thì nó là cái điều mà luôn hiện diện khi mà tham gia ở bất kỳ đâu rồi, đúng không ạ? Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có cũng sẽ gặp phải, và tuy không loại bỏ được hoàn toàn, nhưng mà anh chị có thể là giảm thiểu cái rủi ro khi đầu tư với những cái cách sau đây. Đầu tiên nó sẽ là về đa dạng danh mục đầu tư đó. Đối với cả lĩnh vực kinh doanh hay là cả lĩnh vực đầu tư thì nó luôn luôn có một cái châm ngôn mà Đức Anh nói rất rất là nhiều đối với cả các anh chị rồi, đó là chúng ta không nên bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ, đúng không ạ? Và phải bỏ nhiều trứng và nhiều giỏ đấy, để đa dạng về cái danh mục đầu tư của anh chị đó. Thì cái đầu tư mà đa dạng về chứng khoán, mã ngành là một trong những cái cách để mà giảm thiểu rủi ro phi hệ thống. Thì anh chị không nên là tập trung một hoặc là hai cổ phiếu tiềm năng, đa dạng đầu tư để hạn chế tối ưu các rủi ro về lỗi thời hay là xếp hạng. Và tuy tuy vậy thì anh chị cũng không nên đầu tư quá nhiều vào các ngành khác nhau đó, hãy tập trung phân tích thị trường và lựa chọn cho mình các loại cổ phiếu phù hợp và tiềm năng nhất đó. Thì ở phần cuối thì phần tiếp theo thì Đức Anh cũng sẽ là giới thiệu cho các anh chị về những cái mã cổ phiếu mà phù hợp ở trong cái thời điểm hiện tại, và cũng như là tiềm năng nhất ở trong cái tháng 9 cũng như là đầu tháng 10 đó. Tập trung vào đầu tư dài hạn đó. Đầu tư vào dài hạn thì nó là cái cách giúp cho người chơi hay là nhà đầu tư giảm tối đa các rủi ro xảy ra. Thì anh chị sẽ nhận được mức lợi nhuận bền vững, ổn định lâu dài từ công ty. Bên cạnh đó thì sau khi mà doanh nghiệp phục hồi sau biến động, anh chị còn được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu và được chia cổ tức. Đó. Thì ở đây cái đầu tư tập trung vào dài hạn thì đương nhiên là mỗi mã cổ phiếu nó sẽ có một cái chiến lược đầu tư khác nhau, đúng không ạ? Có mã cổ phiếu chúng ta sẽ chỉ nhận sẽ là đầu tư theo kiểu đó là ngắn hạn. Có những mã cổ phiếu anh chị có thể đầu tư trung hạn và dài hạn. Đó, như là cái mã cổ phiếu của Apple đi, thì Đức Anh cũng khuyến nghị cho anh chị là nên đầu tư trung hạn. Trung hạn là tối thiểu từ khoảng là một quý, và dài hạn chúng ta có thể là giao dịch từ khoảng 6 tháng cho đến 1 năm. Tâm Mái có câu hỏi, đấy là mình đầu tư chủ yếu bằng thông tin thôi à? Đây đúng rồi, thực ra là đối với cả thị trường này thì thông tin nó chiếm sức mạnh nhất ở trên thị trường rồi. Khi mà các anh chị có được những cái thông tin tốt hay là có được những cái nguồn tin mà nó mạnh thì đương nhiên là các anh chị đầu tư sẽ rất là hiệu quả đó. Chứ còn bây giờ nếu mà không có nếu nó bây giờ các anh chị không có nguồn tin, đúng không ạ, không có bất kỳ một cái nguồn tin như thế nào, thì làm sao mà các anh chị có thể là có thể biết được là cái xu hướng của cái thị trường hay là xu hướng của cái mã cổ phiếu mà anh chị giao dịch nó có thể là tăng ở trong tương lai đó. Ví dụ như bây giờ cổ phiếu của Apple thì nó vừa ra mắt sản phẩm mới, đó là một cái thông tin tốt, đúng không ạ? Đó, để chúng ta có thể là giao dịch đối với cả mã cổ phiếu này. Nếu chẳng may bây giờ các anh chị lại không biết được cái thông tin là Apple nó ra ra mắt sản phẩm mới, nhưng mà nó lại là sản phẩm mà nó không tốt chẳng hạn, thì đương nhiên là mã cổ phiếu nó sẽ giảm rồi. Đó, cho nên là về cái sức mạnh của những cái nguồn tin nó rất là quan trọng ở trên thị trường. Và tiếp theo thì nó sẽ là theo dõi về các thông tin về biến động thị trường đó, đúng không ạ? Đấy, thì các yếu tố ảnh hưởng đến giá hay là thao túng với thị trường chỉ số giá thì là những cái kiến thức mà anh chị cần tìm hiểu
và theo dõi thường xuyên. Đấy thì việc này sẽ giúp cho các anh chị là bắt được kịp cái xu hướng và dễ dàng ứng biến. Thì ngoài ra thì hiểu rõ về đặc điểm thị trường sẽ giúp cho các anh chị tỉnh táo đầu tư và không bị lôi kéo tâm lý bởi đám đông. Đó, rất là nhiều các anh chị bởi vì thiếu kinh nghiệm, mất kinh nghiệm thì sẽ là bị có một cái tâm lý giao dịch đấy là FOMO. Đó, cứ thấy là nhiều người người ta đầu tư mua vào lúc đấy mình cũng mua. Nhưng quan trọng ấy là khi mà các anh chị mua vào mình phải biết được cái vùng giá như thế nào nó hiệu quả và nó an toàn. Đó, đương nhiên là nhiều người mua vào nó rất là tốt. Đó, nhưng mà khi mà nhiều người mua vào trong khi đấy anh chị lại là người cuối cùng và lại phải mua vào cái vùng giá cao thì đương nhiên là nó sẽ không còn là an toàn đối với cả cho các anh chị nữa, cũng như là lợi nhuận của mình nó cũng sẽ vừa là không có cũng như là vừa là rất là ít. Đấy. Thế là chúng ta nên là theo dõi những cái thông tin về biến động thị trường. Đó, và đương nhiên thì ở trên ở ở Đức Anh thì cũng đang hỗ trợ cho các nhà đầu tư ở trong một cái đội nhóm. Đó, và thường xuyên cũng là gửi những cái thông tin lên trên để cho mọi người có thể là cập nhật hàng ngày. Đó, từng và những cái thời điểm đầu phiên hoặc là những cái thời điểm mà đầu buổi đó để cho các anh chị có thể là nhận biết được cái xu hướng của thị trường ở trong một ngày hoặc là một tuần. Trang là FOMO là sao vậy? Tôi nghe nhiều không hiểu. À, cái FOMO nó giống như là cái tâm lý của thị trường mà chị. Đó, nghĩa là nó là cái về cái tâm lý bị kéo bởi đám đông. Đó, khi mà chị thấy là thị trường nó đang đi lên. Đấy, hay là chị đọc được những cái thông tin mà ở cái mã một cái mã cổ phiếu mà chị đọc được có rất là nhiều người người ta mua vào. Đó, thì đó là về cái FOMO. Đấy, thấy được là về một cái sản phẩm người ta mua được quá nhiều. Đó, nhưng mà cái tâm lý FOMO này thì nó cũng vừa tốt mà nó vừa xấu. Đấy, tốt thì là mình có thể là biết được là cái thông tin là cái cổ phiếu này người ta đang được ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà các anh chị biết được là cái cổ phiếu này nó được mua nhiều nhưng mà mình lại chưa chọn được cái vùng giá thì nó lại là về cái rủi ro cho các anh chị. Vâng, thì đó là về những cái cách để mà chúng ta có thể là hạn chế tối thiểu về cái rủi ro khi mà đầu tư vào cổ phiếu. Đó. Thì tới phần tiếp theo thì nó sẽ là về các thương vụ hấp dẫn. Đấy, ở trong cái tháng cuối tháng 9 cũng như đầu tháng 10 này. Đó, thì đương nhiên ở trên thị trường chứng khoán thì nó không phải chỉ có một cho đến vài mã cổ phiếu, nó ra hàng nghìn mã cổ phiếu. Đó, nhưng mà không phải là đối với cả một mã cổ phiếu vào thời điểm nào chúng ta có thể là giao dịch được. Đấy, đương nhiên là chúng ta sẽ phải có những cái lý do như là những cái lưu ý để mà tại sao Đức Anh lại giới thiệu cho các anh chị ở trong cái thời điểm này, đúng không ạ? Đó. Thì ở trong cái tháng 9 này thì đang có những cái mã cổ phiếu tiềm năng đó là về của Apple, đúng không ạ? Đó. Và thứ hai đó sẽ là cổ phiếu của Verizon. Đấy. Apple thì nó là một cái mã cổ phiếu về công nghệ thì hầu như là các anh chị nào mà giao dịch thì cũng đều biết cả rồi, đúng không ạ? Đó. Còn đối với cả của mã cổ phiếu của Verizon này thì có thể nó sẽ hơi khó đối với cả nhiều nhiều người. Đó, và các anh chị cũng có thể là chưa biết được thì cái Verizon này thì nó là một cái tập đoàn rất là nổi tiếng ở Mỹ. Đấy, nó là một cái tập đoàn về viễn thông rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó, nó giống như kiểu là những cái nhà mạng ở bên Mỹ thôi. Đó, ở Việt Nam mình thì nó cũng có của Viettel, Vinaphone hay là Mobile Phone, đúng không ạ? Đó, thì ở bên Mỹ thì nó cũng có cái mạng viễn thông đấy là của Verizon. Đấy, và cái 5G này thì cũng được cái Verizon này nó phát triển nhân nghiên cứu. Đấy. Thì đầu tiên Đức Anh muốn giới thiệu cho các anh chị một cái mã cổ phiếu dài hạn trước. Đó, nó sẽ là cổ phiếu của tập đoàn Apple. Đấy. Thì tên tập đoàn nó sẽ là của Apple Inc, đúng không ạ? Đó, và quốc gia thì là của hiện tại là của Mỹ và nó đã được thành lập từ năm 1976 và cho tới hiện tại thì Apple đã đi vào hoạt động được 46 năm rồi. Đấy. Và cái sàn niêm yết hiện tại của Apple là ở trên sàn NYSE. Đó, đấy là sàn New York. Và cái lĩnh vực kinh doanh đương nhiên là về công nghệ rồi, đúng không ạ? Đó, và cái giá cổ phiếu hiện tại của Apple đang là 154,48 đô. Đó, và được cập nhật vào cái ngày hôm qua, đó là vào ngày 20 tháng 9 2021. Đấy, và cái giá hỗ trợ tức là cái giá CFD đấy ạ, khi mà qua công cụ đòn bẩy tài chính đấy là 7,1/20 thì là còn 7,8 đô trên một cổ phiếu. À, anh Minh Hùng có câu hỏi đấy là Apple khi nào chị có tức vậy em? Apple thực ra là nó là một cái mã cổ phiếu mà chị cả cổ tức khá là thấp.
đấy, nó chỉ dao động từ khoảng 0,23 đô trên một cổ phiếu thôi. Đó, đối với cả Apple thì khi mà nó vừa ra cái báo cáo tài chính vào tháng 9 vừa rồi đúng không ạ? Đấy thì nó chỉ chi trả cổ tức với mức là 0,23 đô thôi, và sắp tới bây giờ đang hiện tại đang là quý 4 rồi. Đó, đang là quý 4 của Apple rồi thì có thể là phải sang tháng 2 thì Apple mới chi trả cổ tức tiếp anh không ạ? Đó, và thực ra là cái mã cổ phiếu của Apple này thì Đức Anh giới thiệu để cho các anh chị có cái lợi nhuận từ tăng trưởng chứ không phải là từ cổ tức, bởi vì là cái lợi nhuận của cổ tức của Apple này nó rất là thấp. Anh bảo bảo Apple này vào vùng giá nhiều thì lời nhiều về AD. Apple này thì hiện tại chúng ta có thể là giao dịch ở cái vùng giá như hiện tại được rồi anh chị anh bảo nhé. Đó là cái giá như hiện tại là 154. Đó, đối với cả nhiều anh chị mà được anh hỗ trợ ấy, thì được anh cũng có hỗ trợ cho mọi người nên nắm bắt ở những cái vùng giá như là 148 đến 150 rồi. Đó, đó là những cái chiến lược đầu tư khi mà được anh hỗ trợ. Đó, đây là những cái vùng giá tốt nhất để mà mình nắm giữ cổ phiếu. Đó, ngoài ra thì đối với cả Apple thì từ bây giờ cho tới cái tháng 1 thì Đức Anh vẫn sẽ nhận định nó còn tăng trưởng rất là mạnh. Nên là nếu mà anh chị còn chưa nắm giữ cổ phiếu Apple thì cũng có thể là giải nguồn vốn ra để nắm giữ nhiều nhiều cái vùng giá. Đó, đấy là về những cái phần giới thiệu về cổ phiếu của tập đoàn Apple. Thì đi tiếp theo nó sẽ là về những cái lý do mà Đức Anh muốn giới thiệu cho anh chị cũng như là khuyến nghị cho mọi người nên giao dịch vào cổ phiếu của Apple trong thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên nó sẽ là về cái hệ sinh thái đúng không ạ? Hệ sinh thái về những cái sản phẩm của tập đoàn Apple. Ở đây thì các anh chị cũng có thể là nhìn thấy về những cái sản phẩm mà rất là nổi bật của Apple đúng không ạ? Như là cái dòng điện thoại iPhone 14 mới ra mắt gần đây. Đó, ngoài ra thì nó cũng còn những cái như là iMac, iPad này hay là cả về những cái TV đúng không ạ? Đó, Apple TV ở đây. Đó, còn rất là nhiều các sản phẩm ngoài nữa cơ, ví dụ như là của Apple Watch hay là cả AirPods nữa, rất là nhiều. Đó, nhưng mà đối với cả những cái hệ sinh thái như thế này thì các anh chị có thể thấy là ở hiện tại là tập đoàn Apple nó đang có những cái sản phẩm rất là tốt và không ngừng phát triển, luôn luôn là ra mắt những cái dòng dòng cái sản phẩm mới theo từng năm. Và tiếp theo đấy là về khi mà chúng ta đã có được những cái sản phẩm tốt thì đương nhiên là sẽ bán ra thị trường rồi đúng không ạ? Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ có thể là nhìn thấy về những cái doanh thu cũng như là cái tốc độ tăng trưởng rất là ổn định của tập đoàn Apple. Đây, ở đây thì Đức Anh có khoanh lại cho các anh chị về những cái doanh thu vào cái thời điểm quý 4. Đó, bởi vì quý 4 là cái quý mà Apple nó đẩy mạnh về cái doanh thu nhất. Đó, đẩy cực mạnh về cái doanh thu bởi vì nó sẽ công bố ra cái sản phẩm mới. Đó là dòng điện thoại iPhone. Đấy, theo từng năm cứ vào tầm khoảng là từ ngày 25 tháng 9 trở đi là Apple nó bắt đầu ra mắt cái sản phẩm mới đó và bán ra thị trường. Thì khi mà nó công bố doanh thu quý 4 của Apple thì nó luôn luôn là đạt qua cái mức kỳ vọng và cái mức doanh thu nó cao hơn rất là nhiều so với quý 3, như ở đây các anh chị có thể thấy đúng không ạ? Đó, đây là vào quý 3 của hai năm của năm 2019 thì Apple nó chỉ đạt mức đấy là 64,04 tỷ đô thôi. Đó. 64,04 tỷ đô thôi. Nhưng mà sang tới quý 4 thì nó lên tới là 91,82 tỷ đô. Đó, cho thấy nó tăng lên là hơn 27 tỷ đô đúng không ạ, so với cả quý trước. Còn ở đây ví dụ như là vào năm 2020 thì mà nó ra mắt cái dòng sản phẩm đấy là iPhone 12 đúng không ạ? Đấy, iPhone 12. Cái quý 3 của năm 2020 thì nó sẽ chỉ có cái doanh thu là 64,7 tỷ đô thôi. Đó, nhưng mà sau khi mà công bố xong cái quý 4 thì nó lên tới là 111 tỷ đô. Đấy, 111 tỷ đô. Đó, một cái mức doanh thu khổng lồ cũng như là kỷ lục vào trong cái thời điểm đấy của Apple. Đấy, nhưng mà sang tới năm 2021. Đó, quý 3 của 2021 nó chỉ ở cái mức đó là 83,36 tỷ đô. Đấy, nhưng mà khi mà ra cái doanh thu thực sự ở trong quý 4 đấy nó lên cái mức đấy là 123,95 tỷ đô cơ. Đó cho thấy là cái mức doanh thu của Apple nó đều tăng lên theo từng năm. Đó, và cái nhu cầu của người dùng sử dụng về những cái dòng sản phẩm mới nó tăng lên rất là nhiều. Đó. Và ở đây như nhận định của cái doanh thu và cái quý này và cái quý 4 của tập đoàn Apple nó cũng sẽ còn rất là cao nữa. Đó, có thể là 100 lên lên tới là 130 tỷ đô cơ. Đó, và ở đây thì chúng ta có thể là nhìn thấy về những cái tốc độ
tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu của tập đoàn Apple theo ở trong cái quý 4 hàng năm. Đây thì như vào cái năm 2019 cho đến đầu năm 2020 đúng không ạ? Đó, thì Apple nó có cái mức đấy là 54 đô và tăng lên là 73 đô khi mà nó công bố xong và qua năm 2020. Đó, và tăng tổng ở đây là 19 điểm. Và sang tới năm 2020, đầu năm 2021 thì nó tăng lên là 30 điểm. Đó, từ 108 lên tới là 138. Đó, và sang tới năm 2021, đầu năm 2022 thì cái mức tăng trưởng của nó là 40 giá cơ. Đó là từ 140 cho đến là 180. Đó, đây là những cái thời điểm mà Apple nó đều tăng rất là mạnh, đặc biệt là vào trong quý 4. Đó, thế cho nên là đối với cả giá cổ phiếu của tập đoàn Apple hiện tại chỉ đang là 154 đô trên một cổ phiếu thôi, thì Đức Anh vẫn sẽ nhận định được rằng là nó sẽ có thể là tăng lên tối thiểu là bằng 40 giá. Đó, 40 giá giống như năm 2021 cho đến năm 2022. Đương nhiên là cái kỳ vọng của Đức Anh nó sẽ còn cao hơn, là Apple nó có thể đạt được cái mức giá cao, đó là tầm khoảng 200 đô trên một cổ phiếu. Đó, nhưng mà chúng ta có thể là lấy về cái giá tối thiểu ở đây đấy là 40 giá thôi. Đó, 40 giá thì các anh chị có thể là thấy được là cái mức tăng trưởng nó cũng không phải là quá cao. Đó, cũng như là không phải là không thể của Apple rồi đúng không ạ? Anh Hải Nam, tôi theo dõi bữa giờ thấy toàn màu đỏ thôi, giờ mua vào nhỡ nó ghim nữa, nó sẽ giảm nữa thì sao đúng không ạ? À vâng, thực ra là đối với cả cổ phiếu của Apple thì Đức Anh vẫn sẽ nhận định nó là một cái mã cổ phiếu kiểu gì cũng sẽ tăng. Đấy, càng giảm thì Đức Anh càng thì Đức Anh càng thích. Đó, bởi vì là khi mà càng giảm như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái vùng giá tốt để chúng ta mua. Đó, chứ không phải là các anh chị là thấy được cái vùng, thấy là hiện tại cái giá cổ phiếu nó giảm mà chúng ta không tham gia. Đấy, như là có một nhà đầu tư rất là nổi tiếng, đó là Warren Buffett, đúng không ạ? Đó, có những câu nói ví dụ như là khi mà thị trường người ta sợ hãi thì lúc đấy là chúng ta nên đầu tư. Đó, cũng như là cái thời gian đó là chúng ta nên nắm giữ. Đó, và hiện tại cái và anh Huyền ở đây cũng có hỏi, em cũng thấy bây giờ nó giảm quá trời. À vâng, nó giảm thì nó cũng là một cái phần rủi ro, đấy là sự rủi ro về lạm phát, về lãi suất thôi. Đấy, khi mà thị trường hay là về Mỹ nó liên tiếp là có những cái thông tin về lãi suất nó sẽ tăng lãi suất ở trong cái tháng 9 như thế này, thì đương nhiên là giá cổ phiếu hay là cả về thị trường chứng khoán nó đều sẽ giảm điểm cả. Bên này có cho ưu đãi để không không? À, cái câu hỏi này của chị Thu Minh thì Đức Anh sẽ là trả lời ở phần cuối của lớp học nhé. Chị vào có bonus rồi dùng bonus mua chỉ giữ được một tháng thôi hả em? À, chị Minh Khiêm một câu hỏi. À, cái bonus này thì chị có thể là mua và nắm giữ đó. Và thực ra là chị mua thì đúng là cái bonus ở trên sàn cho nó kia nó sẽ chỉ hỗ trợ chị trong vòng một tháng thôi, nhưng mà khi mà chúng ta giao dịch ý, chúng ta có thể là cân nhắc để mình vào thêm vốn để mà có thể là gia hạn được cho anh chị về cái phần bonus này. Nay Việt Nam kéo quá các bạn ạ, không biết là tối nay nghĩ sao. À vâng, hôm nay thì nó cũng có một cái thông tin đấy là tăng lãi suất của Fed vào một giờ sáng ngày 22. Đó, cho nên là nhiều anh chị cũng sẽ là cân nhắc khi mà nó qua cái thông tin Fed tăng lãi suất như này để tham gia nắm giữ cổ phiếu rất là nhiều. Đó, và quay trở lại về cái lớp học thì đối với cả Đức Anh thì vẫn sẽ là kỳ vọng là cái giá cổ phiếu của tập đoàn này nó sẽ tăng là 40 giá. Đó, và khi mà tăng 40 giá ở đây thì Đức Anh cũng đưa ra cho các anh chị về một cái bản kế hoạch dự kiến như thế này. Đó, ở đây đối với cả một cái mức vốn cơ bản mà Đức Anh có thể là giới thiệu cho các anh chị, đấy là mức vốn khoảng 20.000 đô. Đó, thì cái số lượng ở đây thì mình có thể là mua đó là 1.000 cổ phiếu, và cái giá niêm yết như Đức Anh có giới thiệu đấy là 156,90 đô trên cổ phiếu rồi đúng không ạ? Đó, và khi mà qua cái công cụ CFD thì chúng ta sẽ chỉ phải bỏ ra đấy là 7,85 đô trên cổ phiếu thôi, và khi mà mua đối với cả số lượng 1.000 cổ phiếu như vậy thì các anh chị bỏ ra đấy là 7.845 đô. Đó, và cái cổ tức ở đây khi mà các anh chị nhận được khi mà nắm giữ cho tới ngày mùng 5 tháng 2 đó thì sẽ là 0,23 đô, tương đương với cả 230 đô tiền mặt đúng không ạ? Đó, và ở đây Đức Anh cũng lấy cái mức tăng dự kiến đây là 40 giá đó, và tổng và mình sẽ nắm giữ từ ngày 21 tháng 9 là ngày hôm nay cho tới là ngày 5 tháng 2 năm 2022 đúng không ạ? Và cái lợi nhuận dự kiến ở đây Đức Anh cũng đưa ra, đó sẽ là 40.000 đô đúng không ạ?
đó, khi mà nó tăng trưởng là 40 giá. Và khi mà đối với cả cái mức lợi nhuận như thế này thì các anh chị chỉ cần bỏ ra mức phí đó là 40 đô thôi, đúng không ạ? Nó không đáng là gì so với cả cái số lượng cổ phiếu mà các anh chị nắm giữ. À vâng, ở chị Minh Khiêm hỗ trợ chị bảng kế hoạch 8.000 trước. À vâng, nếu mà chị có muốn là Đức Anh làm cho chị một cái bảng kế hoạch thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp đối với cả Đức Anh qua số điện thoại ở đây nhé. Đây, Đức Anh có thể là gửi số điện thoại lên phần khung chat để cho mọi người có thể là kết bạn. Đây, 0587 476 401. Đó, thì anh chị có thể là kết bạn với cả Đức Anh qua số điện thoại này. Chịu giá thì là sao không hiểu. À vâng, cái phần chịu giá này thì nó là cái phần mà các anh chị có thể là gồng giá với cả thị trường. Gồng giá ở đây nghĩa là mình sẽ chịu biến động của thị trường như thế nào. Đó, đối với cả mức vốn như thế này 20.000 và cái số lượng mà các anh chị mua đấy là 1.000 cổ phiếu đấy, đúng không ạ? Và gồng tổng chịu giá đây nó là 10 giá thì nó sẽ là về cái giá mà các anh chị có thể là chịu chịu giá trên thị trường. Đó, giá hiện tại của cổ phiếu đang là 156 đô. Đó thì khi mà cái rủi ro nhất khi mà các anh chị tham gia là nó giảm quá 10 giá thì lúc đấy là tài khoản mình nó sẽ bị stop out. Và à vâng, đây em thấy là chị Hồng Anh cũng có gửi rồi với các bạn rồi. Mình lời vậy thì ai trả tiền cho mình? À vâng, cái câu hỏi này của anh Bảo rất là hay. Đấy, em phải đánh giá là câu hỏi này rất là hay, bởi vì rất là nhiều các anh chị hỏi về một cái câu hỏi đấy là đầu tư trên thị trường này thì ai cũng lời thì ai là người thua thì là ai là người thắng. Đó thì đương nhiên là khi mà giao dịch ở trên thị trường này, nếu mà chị thắng thì chị cũng thắng với thị trường, mà mình thua thì mình cũng thua với thị trường đó. Bởi vì thị trường này các anh chị biết là nó là thị trường hai chiều đấy, và nó là ai ai cũng mua cũng như là ai cũng bán đó, có người mua cũng sẽ có người bán đấy, chứ không phải là chỉ có người mua không đó. Và khi và cái dòng vốn ở trên lưu động ở trên thị trường chứng khoán nó rất là nhiều. Đấy, cho nên là về cái câu hỏi đấy là mình lời thì ai trả tiền cho mình, thì đương nhiên đấy là thị trường có phải trả chị rồi. À chị Trinh. À vâng, đây em cũng thấy là chị Trinh có gửi cái lời mời đấy rồi. Apple mà có 9 10 giá. Vâng, có ít quá không? Thực ra là cái mức chịu giá như thế này thì nó không phải là quá lớn, nó cũng không phải là quá thấp đối với cả Apple đâu. Đó, bởi vì là khi mà chúng ta chọn được một cái vùng giá nó tốt rồi thì giao dịch nó sẽ rất là hiệu quả. Và cái vùng giá mà vượt quá khỏi 100 150 thì nó sẽ rất là khó. Đó, bây giờ giá hiện tại nó đang là 156 thì nhà đầu tư có thể là cân nhắc mình vào tham gia đầu tư bất kỳ lúc nào và có thể là giải vốn đó. Ví dụ như là bây giờ cái giá hiện tại nó đang là 156 thì các anh chị có thể là chỉ mua tầm khoảng 500 cổ phiếu trước thôi. Đó, và sau khi mà nếu mà nó có giảm ở trong cái phiên ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta có thể là mua vào với cả cái khối lượng nó thêm thêm hơn một chút, nghĩa là giải vốn để nó mất nhiều cái vùng giá khác nhau. À, mình muốn hỏi thêm về bonus trên với cả là về cái cách rút tiền. À vâng, cái này thì chị Trinh mình có thể là kết nối qua với cả Đức Anh nhé. Thì lúc đấy thì sau khi lớp học thì Đức Anh sẽ là hỗ trợ cho chị Trinh về những cái thông tin mà chị đang muốn tìm hiểu. Vâng, thì đây là về những cái thông tin của về cái bản bản kế hoạch mà Đức Anh muốn giới thiệu đối với cả các anh chị về cổ phiếu của tập đoàn Apple. Đó, thì Apple thì nó luôn luôn là một cái khoản đầu tư dài hạn rất là tốt đối với cả nhà đầu tư rồi. Đấy, và sang với cả một cái mã cổ phiếu tiếp theo thì nó sẽ là của Verizon, đúng không ạ? Đó là một cái mã cổ phiếu về viễn thông như Đức Anh cũng có giới thiệu ban đầu cho các anh chị. Thì cổ phiếu của tập đoàn Verizon này thì nó có cái mức mức giá là 41,25 đô. Đó, và được cập nhật vào ngày 20 tháng 9 năm 2022, là cái giá hỗ trợ giá CFD ấy, thì sẽ là 2,1 đô. Tức là các anh chị chỉ cần phải bỏ ra 2,1 đô thay vì là chúng ta phải bỏ ra tới là tận là 41,25 đô này, đúng không ạ? Đó, và cái ngày chi trả cổ tức của tập đoàn Verizon này thì nó sẽ là vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, với cả cái mức chia cổ tức đấy là 0,6525 đô trên một cổ phiếu. Đó. Thì đối với cả cái thương vụ về Verizon này thì nó sẽ là một cái mã cũng như là một cái thương vụ ngắn hạn để cho các anh chị có thể là tham gia đầu tư. Đó, ngắn hạn là sao? Nghĩa là mình sẽ đầu tư tập trung chủ yếu vào cái lợi nhuận từ cổ tức.
đó, và sẽ nắm giữ từ bây giờ cho tới ngày 6 tháng 10 thôi, tức là còn khoảng là 20 à đâu 15 ngày nữa đúng không ạ? Đó, và ở đây thì với cả cái số vốn 2.000 đô thì chúng ta sẽ có thể sở hữu được đó là 800 cổ phiếu. Và đối với cả một mã cổ phiếu mà được đánh giá đấy là giá rẻ, lợi nhuận cao cũng như là rất là an toàn khi mà cái giá cổ phiếu nó chỉ là 41,25 đô thôi như thế này, thì Đức Anh sẽ lấy cái mức tăng trưởng dự kiến nó tầm khoảng là 3 giá. Đó. Thì đối với cả 800 cổ phiếu khi mà tăng trưởng 3 giá thì chúng ta sẽ có lợi nhuận đấy là 2.400 đô đúng không ạ? Đó, 800 nhân với cả 3. Thì cái cổ tức khi mà từ cái 800 cổ phiếu này thì các anh chị nhận được đấy là 222 đô. Đấy, và đối với cả cái mức vốn từ khoảng 5.000 thì nó sẽ được là 2.200 cổ phiếu, và cái mức tăng trưởng 3 giá thì anh chị sẽ có lợi nhuận đấy là 6.600 đô. Còn đối với cả cổ tức thì các anh chị sẽ có lợi nhuận đấy là 1.435,5 đô. Đó. Còn đối với cả mức vốn 10.000 ở đây thì các anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ nắm giữ được đấy là 4.400 cổ phiếu cơ. Đó, và cổ phiếu tăng 3 giá thì các anh chị sẽ có lợi nhuận đấy là 13.200 đô. Và cổ tức của anh chị sẽ nhận lại được đấy là 2.871 đô. Đó, ở đây ngay riêng từ về cái mức vốn 10.000 đô mà chúng ta đã nhận được lợi nhuận chắc chắn được cổ tức đấy là 2.871 đô như thế này rồi, thì các anh chị cũng có thể thấy là về cái tỷ suất lợi nhuận của nó rất là lớn đúng không ạ? Đó, tỷ suất lợi nhuận của riêng về từ cổ tức nó đã là 28,71% rồi. Đó. Cho nên là về cái mã cổ phiếu này tại sao được mệnh danh đấy là một cái mã cổ phiếu đầu tư rất nó giá rẻ mà lợi nhuận cao mà nó lại an toàn như vậy, vì cái mức lợi nhuận sinh lời từ cổ tức này nó rất là cao đấy, và 15 năm trở lại đây thì tập đoàn Verizon này nó liên tiếp tăng trưởng từ cổ tức đó. Như Đức Anh có cập nhật được là từ cái quý trước thì nó chỉ có tăng thì cái mức cổ tức của nó chỉ là 0,64 thôi đó. Quý này thì Verizon nó bắt đầu tăng cổ tức lên đấy là 0,6525 đúng không ạ? Đó. Trang là mua xong để đó để qua Tết luôn là xả đúng rồi. Đấy, đấy là về cái một cái khoản đầu tư dài hạn mà chị. Đó, khi mà một cái khoản đầu tư dài hạn thì chúng ta bắt buộc phải giao dịch trong cái phạm vi thời gian nó cố định. Đó là chị có thể là mua từ bây giờ cho tới cái thời điểm đó là vào công bố cái báo cáo tài chính, hoặc là cho tới cái ngày chi trả cổ tức của cái tập đoàn Apple vào trong cái thời điểm tháng 2. Đấy. Đương nhiên là các anh chị có thể là chỉ nắm giữ từ bây giờ cho tới hết tháng 12 thôi cũng được. Nhưng mà Đức Anh khuyến nghị cho các anh chị là nên giao dịch đổi hay là nên nắm giữ cổ phiếu của Apple này trong vòng khoảng là 3 tháng. Đó, tối thiểu phải tầm 3 tháng hoặc là từ bây giờ cho tới ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Đấy là về cái chiến lược đầu tư của Apple. Còn đối với cả cổ phiếu của tập đoàn Verizon này thì anh chị chỉ cần nắm giữ cho tới cái ngày mùng 6 tháng 10 thôi. Đấy, cho đến ngày mùng 6 tháng 10 để mình nhận được cái lợi nhuận chắc chắn của cổ tức này. Đó, sau đấy thì các anh chị có thể là chốt lời và chuyển qua về một cái mã cổ phiếu ngắn hạn tiếp theo, và nó sẽ tiến hành chi trả cổ tức trong tháng 10. Đó, đây là về cái chiến lược đầu tư của những cái mã cổ phiếu ngắn hạn cũng như là dài hạn. Đó. Thì hay là những cái bản kế hoạch để mà hạn chế cho các anh chị cái rủi ro nó tốt nhất, đó là mình luôn luôn sẽ phải là chia vốn. Đó, tất nhiên như các anh chị vừa nãy cũng có thể thấy ở đây cái phần là của Apple đấy đúng không ạ? Đấy. Mức vốn của các anh chị có tới là 20.000 nhưng mà chỉ phải bỏ ra đấy là 7.800 đô thôi. Đấy, 7.800 đô để mua cổ phiếu thôi. Đó, chứ Đức Anh thì luôn luôn sẽ có một cái bài toán đấy là mình sẽ phải chia vốn là như vậy, chứ không phải là mình có 20.000 mình sẽ mua hết all in vào một cái mã cổ phiếu đúng không ạ? Đó, mình sẽ trích ra tầm khoảng là 30% mình mua một cái mã cổ phiếu dài hạn, đó là Apple. Đấy, còn 30% còn lại thì chúng ta sẽ là giao dịch về một cái mã cổ phiếu ngắn hạn, đó như là của Verizon. Đó, còn 40% còn lại thì chúng ta sẽ để lại để quản trị cái rủi ro cũng như là chịu cái biến động thị trường, cũng như ngoài ra thì ngoài cái thời điểm mà giao dịch về cổ phiếu thì chúng ta vẫn có thể là giao dịch lướt sóng về những cái sản phẩm như là vàng, bạc, xăng dầu ở trong ngày rồi. Đó, đây là những cái chiến lược đầu tư khi mà Đức Anh hỗ trợ cho các anh chị giao dịch. Đó, thì khi mà có được những cái chiến lược đầu tư như vậy rồi thì nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều trong cái quá trình mà các anh chị giao dịch. Đó. Thì đây cũng có rất là nhiều các anh chị quan tâm tới cả về những cái chính sách ưu đãi của sàn Trustmarket đúng không ạ? Đấy, thì đối với cả sàn Trustmarket sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư mới về những cái chính sách như sau. Đầu tiên, khi mà các anh chị vào vốn thì chắc chắn sẽ nhận được một cái voucher. Ở đây
với cả cái tổng giá trị lên tới là 50 đô đó. Và cái voucher này thì đương nhiên nó sẽ là cái voucher tiền thật rồi đó, 50 đô nó tương đương với cả tầm khoảng là một 1,2 triệu đúng không ạ? Đó, tương đương với cả tổng khoảng 1,2 triệu tiền Việt. Thì chỉ cần các anh chị tham gia vào vốn thì cái số tiền 50 đô này nó sẽ được chuyển thẳng vào trong cái tài khoản MT5 hay là cái tài khoản giao dịch ở trên chất market của các anh chị đấy. Và cái 50 đô tiền thật này thì các anh chị, một là chúng ta có thể là rút ra ngoài luôn, hai là chúng ta có thể là lấy 50 đô này để giao dịch, để mua cổ phiếu, và cái và nó sẽ có thể là hỗ trợ cho các anh chị ở trong những cái thời điểm giao dịch. Và bonus ở đây, cái mức bonus ở đây sẽ lên tới là 200% cho nhà đầu tư chứng khoán đó, hay là nhà đầu tư mới khi mà tham gia đấy. Và ở đây sẽ có cái để làm miễn phí qua đêm đó, free swap đó là miễn phí qua đêm đúng không ạ, đối với cả danh mục đầu tư cổ phiếu đấy. Đây là về cái những cái chính sách ưu đãi đối với cả của chất market dành cho nhà đầu tư khi mà tham gia đầu tư ở trên thị trường. Thì nếu mà các anh chị có thể cân nhắc mà mua cổ phiếu luôn ở trong cái giai đoạn hiện tại thì cũng có thể là liên hệ với cả Đức Anh, Đức Anh sẽ hỗ trợ cho các anh chị mình lập tài khoản và mua những cái sản phẩm và nhận được những cái ưu đãi mà đang rất là tốt ở trên thị trường như thế này đó. Và cái phần cuối cũng như là cái phần 4 thì sau khi mà đã hỗ trợ cho các anh chị về những cái kiến thức ở trên thị trường thì chúng ta sẽ tới cái phần đó là hỏi và đáp đó. Bây giờ nếu mà các anh chị nào mà có những cái câu hỏi nó còn chưa hiểu trên thị trường thì hay là còn đang băn khoăn ở trên thị trường mà các bạn support còn đang chưa hỗ trợ cho các anh chị thì có thể là các anh chị hỏi được anh ngay ở trong cái buổi lớp học ngày hôm nay thì được anh sẽ là hỗ trợ cho các anh chị luôn. Và các anh thì vẫn chưa thấy có câu hỏi nào của các anh chị cả. Quyết vững tối nay FOMC thì có số không em, cái này thì nó sẽ còn phải tùy vào kỳ vọng của Fed, của nhà đầu tư đối đối với cả Fed này anh ạ. Bởi vì là khi mà chúng ta biết được rằng là chắc chắn Fed nó sẽ tăng lãi suất ở trong cái bản tin tối nay rồi, nhưng mà chúng ta sẽ còn phải cân nhắc là Fed nó sẽ còn có những cái chiến lược tiếp theo đối với cả đồng đô trong những cái tháng tới hay không, như là tháng 10 mà nó vẫn sẽ tiếp tục tăng đấy là 0,75 điểm, hay là nó sẽ không còn những cái chiến lược mà chống lạm phát nữa, thì đương nhiên là thị trường nó sẽ tiêu hóa về cái tin Fed rất là nhanh và sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu hay là vàng tăng rất là cao đó, và đồng đô nó sẽ giảm giảm giá trị ngay lập tức đó. Cho nên là nó sẽ tùy thuộc vào cái bản tin tối nay nó sẽ như thế nào anh Vương nhé. Thì ở trong đội nhóm Đức Anh vẫn sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư về những cái bản tin như thế này. Ưu đãi đến khi nào? À vâng, cái ưu đãi thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức vốn của nhà đầu tư cũng như là Đức Anh chị tham gia nhé. Nếu mà ví dụ như là anh Sang có tham gia với cả cái mức vốn từ khoảng 10.000 đô trở lên thì đương nhiên là mình sẽ có những cái chính sách cũng về mức vốn nó sẽ cao hơn và nó sẽ tốt hơn. Đó, nhưng mà trung bình ấy, thì nó sẽ trong khoảng 1 tháng cái chính sách bonus. Còn đối với cả về miễn phí qua đêm ấy, thì nó sẽ là từ khoảng 3 tháng ấy, chị nhé. Hôm nay không có thực chiến. À vâng, hôm nay thì lớp của Đức Anh sẽ không có thực chiến. Lớp này sẽ chỉ là hỗ trợ cái kiến thức cho nhà đầu tư mới thôi, anh Hữu Đại. Chị Nhật Hạ hướng dẫn mình đầu tư từ A tới Z nhé các bạn. À vâng, rồi có gì thì Đức Anh sẽ là hỗ trợ chị Nhật Hạ ở công ty, mình cứ gửi lời các bạn qua đi.
Trần Quốc Toàn cắt lỗ như thế nào vậy anh? Cái cắt lỗ này thì các anh chị cũng phải cân nhắc, bởi vì là khi mà chúng ta cắt lỗ ấy, thì chúng ta sẽ là chấp nhận về cái khoản mất tiền như vậy. Còn nếu mà các anh chị để lại về cái phần cái lệnh mà các anh chị đang giao dịch thì đương nhiên là mình vẫn sẽ có những cái khả năng là mình thu hồi lại vốn cũng như là có được cái lợi nhuận. Đó, còn nếu mà cắt lỗ thì đương nhiên là mình sẽ không còn về một cái những cái phần trăm nào để mình chiến thắng với thị trường cả. Đó. Thật đỗ anh mới tìm hiểu thị trường, anh đang tham gia con nhưng không dùng đòn bẩy. Và tiện còn nói là bên thị trường mình dùng đòn bẩy khác gì so với coi em à. À và cái công cụ đòn bẩy tài chính này thì nó cũng chỉ là hỗ trợ anh chị mua cái giá nó thấp hơn thôi. Đấy, Bitcoin thì nó cũng có những cái bên để hỗ trợ cho anh chị đòn bẩy như là mình giao dịch future chẳng hạn. Đó, nhưng mà khi mà anh mua với cả cái Bitcoin, ví dụ như là hiện tại giá nó tầm khoảng hai mấy nghìn ấy, thì đương nhiên mình bỏ ra tầm khoảng 5 triệu mua đồng Bitcoin đúng không? Và khi mà các anh chị thông qua công cụ đòn bẩy thì bây giờ mình chỉ cần mất khoảng tầm 1/20 đi, hoặc là 1/100 đi. Đó, tùy với cả cái đòn bẩy và các anh chị giao dịch. Thì nó sẽ, thì anh chị có thể là mua với cả cái khối lượng nó nhiều hơn. Thì giao dịch mình cũng sẽ có được cái lợi nhuận cao hơn thôi. Thấp hơn 10.000 thì có thì không có. À vâng, thấp hơn 10.000 thì vẫn sẽ có những cái chính sách dành cho anh Sam nhé. Đấy, về những cái chính sách hay là về những cái mức mức vốn như thế nào thì anh cứ gửi lời mời qua qua cho Đức Anh đi. Đây thì Đức Anh ghi lại số điện thoại để cho mọi người có thể là kết bạn nhé. À, đây, Đức Anh ghi lại đây là 0587 476401. Đấy, anh chị nào mà có về những cái cân nhắc về những cái mức vốn hay là như thế nào đấy thì có thể liên hệ với Đức Anh qua số ở đây, đấy là 0587 476401 nhé. Tầm 20 triệu tham gia được không? À vâng, để đầu tư ở trên thị trường này thì nó sẽ là đầu tư với cả cái mức vốn nó dư giả của các anh chị thôi. Đấy, khi mà mình không có được những cái nguồn tài chính nó tốt thì chúng ta có thể là tham gia những cái mức vốn nó tối thiểu để mình có thể là trải nghiệm trước. Đó, nhưng mà đối với cả thị trường nào cũng vậy, Đức Anh vẫn khuyến khích là mình nên tham gia những cái mức vốn an toàn là khoảng 5 đến 10 nghìn. Đó, còn chị Mai Linh mà đang chỉ có tầm khoảng 20 triệu để gọi là trải nghiệm thị trường trước thôi thì vẫn có những cái chiến lược cũng như là có những cái chính sách để mà hỗ trợ chị giao dịch hiệu quả nhất nhé. Vậy vốn của thị trường này có tối thiểu không em? À vâng, cái mức vốn tối thiểu nó sẽ tầm khoảng từ 500 đến 1.000. Đó, từ 500 đến 1.000 đô thì các anh chị có thể là cân nhắc. Đó, thực ra là Đức Anh cũng không khuyến nghị cho các anh chị mình giao giao dịch với cả những cái mức vốn nó thấp như vậy. Bởi vì giao dịch với cả mức vốn vậy thì các anh chị phải biết là nó sẽ phạm phải những cái rủi ro như Đức Anh có vừa kể trên đúng không ạ? Đó, và để mà hạn chế được những cái rủi ro, ví dụ như là đầu tư thì chúng ta không nên all in vào một cái cổ phiếu nào đấy. Đó, mà khi mà chúng ta giao dịch với cả mức vốn như vậy thì làm sao có thể là đa dạng được cái danh mục đầu tư của mình. Đúng không ạ? Vậy vốn của thị trường này có tốt à, vâng. Đó thì Đức Anh cũng vừa trả lời cái câu hỏi của anh Thuật Đỗ rồi. Đó. Thì bây giờ thì cũng là tới giờ rồi. Đó. Thì hôm nay thì Đức Anh hỗ trợ cho các anh chị về những cái thông tin cơ bản về cổ phiếu như vậy. Đó. Thì mọi cái thông tin chi tiết sau thì các anh chị có thể là đây liên hệ với cả Đức Anh qua cái số điện thoại như ở trên màn hình. Đấy là 0587 40 476401 đúng không ạ? Đó thì Đức Anh sẽ là hỗ trợ cho các anh chị thêm về một số những cái chiến lược đầu tư cũng như là có thể lên cho chị các anh chị những cái bản kế hoạch nó được tốt nhất. Và thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở trong những cái buổi hội thảo tiếp theo.